Những chiếc liều tạm bợ, siêu vẹo, có két qua từng cơn gió thổi chứa những phận đời bèo dạt mây trôi. Từ biển hồ Campuchia, họ là những con người dán mác Việt Kiều với ba con số không. Không giấy tờ tùy thân, không nhà cửa, không tấc đất cắm dùi. Họ dựng tạm căn lều nhỏ neo bên mạn hồ sống nương nhờ vào nhau. Bữa đói, bữa no. Ở đây không khá hơn biển hồ, nhưng trong lòng thấy bình yên và thoải mái. Họ trở về Việt Nam theo những cách khác nhau, nhưng có chung một hy vọng, đó là vun đắp tương lai cho con cháu đời sau. Ở đây, nếu như không có tiếng cười của trẻ con thì buồn hun hút như gần sâu núi thẳm. Trở lại xã Tân Thành bên hồ Dầu Tiếng, mang theo một chút yêu thương, gồm 10kg gạo, nước tương, dầu ăn, nước mắm và 200.000 đồng tiền mặt. Ông thầy chồng xuống nước, xuống biển, đập cá, đánh cá. Giờ hả, đồng bà giá rồi ở trên nhà, mặn chuyện trên nhà, trên bờ. Giúp cô chú Việt Kiều Campuchia vượt qua khó khăn, như san sẻ phần nào đó khó khăn của cô chú nơi này. Gia đình cô Julie Hoàng Việt Kiều Mỹ đã làm cho mọi người nơi đây cảm thấy ấm lòng hơn. Dạ. Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ cùng với Úc Đồng Tháp đang có mặt tại huyện Tân Châu, cạnh hồ Dầu Tiếng của tỉnh Tây Ninh. Ngày hôm nay thì được sự hỗ trợ của mạnh thường quân là cô Julie Hoàng ở Mỹ đó, có hỗ trợ phần quà gồm có mì gạo, nhu yếu phẩm ha, với lại nước tương, nước mắm với lại dầu ăn, cùng với lại 200.000. Ở đây thì có tất cả là tổng cộng 227 hộ. Thì mỗi một hộ như vậy thì nhà chính quyền địa phương cũng đã có phát phiếu rồi. Thì có mặt thì sẽ nhận quà với lại nhận tiền luôn ha cô bác quý chị. Đây là cái phần dầu ăn này. Đây là một phần như vậy là có một cái chai nước tương. Chai dầu ăn, chai nước tương với lại chai nước mắm. Cộng thêm lại một 10kg gạo. Với lại bên đây là có một cái thùng mì gấu đỏ nữa. Thì cái phần nhu yếu phẩm này là nhờ chính quyền địa phương là chú Sáu Lý là tổ trưởng quản lý cái khu cô chú là Việt Kiều Campuchia hồi hương về đó. Thì chú đã mua dần, thì Bùi Hồ đã chuyển tiền trước cho chú rồi, hết phần nữa. Với cô bác của anh chị, sở dĩ mà Bùi Hồ phát được những cái phần quà là nhờ sự hỗ trợ của chú Sáu Lý là tổ trưởng quản cái khu cô chú Việt Kiều hồi hương ngay tại chỗ này á cô bác anh chị. Thì chú Sáu cùng với vợ của mình cũng mấy ngày qua cũng tất bật để mà chạy lo những cái nhu yếu phẩm. Thì gồm có gạo nè là 16.500, dầu ăn, mì, rồi nước tương, nước mắm. Tổng cộng cái số tiền là 66.965.000 đồng. Thì Bùi Hồ đã gửi là 36.965.000 đồng này cô bác anh chị. Đã gửi trước, đã chuyển khoản trước cho chú Sáu rồi hả chú Sáu? Và còn lại cái số tiền là 30 triệu đồng chẳng. Thì ngày hôm nay thì con thay mặt cho cô Julie Hoàng ở Mỹ gửi cho chú lại cái nốt cái phần này. Chú đếm lại giùm con. Rồi rồi, thổi đếm đi. Đếm đi đi. Thôi, vậy con đếm cho chú đi. Để rồi tiền bạc qua tay nó khó lắm. Cái vụ mà này 36.690.000 đồng đúng không? Cái đó là chuyện trước. Đây đây. 1 2 3 4 5 6 có gì đâu, bung gì vậy? 8 9 10 12 4 5 6 7 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Rồi đủ hả chú Sáu? Rồi cảm ơn chú Sáu nhiều nha. Cho đường. Chú Sáu có muốn nói lời nào không? Rồi cũng đại diện về bên Việt Kiều. Thì Sáu cũng đại diện về bên xóm Việt Kiều. Sáu cũng rất mang ơn nhà Mạnh Thường Quân để tài trợ những cái phần quà xuống ấp Trà Dơi, xã Tân Thành, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh. Ngày hôm nay ai có mặt thì nhận tiền. Thưa cô bác quý chị là mình phải phát tập trung như thế này, vì ở dưới không có cái, ngay tại xóm Việt Kiều á, không có cái nơi tập trung để mà phát cho cô chú anh chị với lại cho chính quyền địa phương mình biết được luôn ha. Còn bây giờ thì đợi tí xíu nữa thì mình sẽ phát quà ha cô bác quý chị. Mỗi một lần như vậy thì mình sẽ phát 10 phần quà cho cô chú anh chị, gồm có là gạo, mì với lại nước tương, nước mắm với là dầu ăn và 200.000 tiền mặt để cho các cô các chú vượt qua những cái lúc khó khăn như thế này. Cũng nhờ cái cô các chú chính quyền địa phương ở đây hỗ trợ để có thể gặp gỡ được các cô. Cũng mong rằng là sau khi về đây mong các cô có sức khỏe dồi dào, ổn định làm ăn ha. Rồi con gửi ha.
Dạ. Dạ, con gỡ. Dạ. 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 Mừng ơn chú. Dạ. Cảm ơn chú. Dạ. Dạ. Rồi. Dạ con mấy cô chú có chụp hình gì không? Dạ. Rồi bây giờ. Rồi có người giữ phiếu rồi chú. Có người giữ phiếu rồi. Rồi. Con lên lại không? Con lên phụ. Tiếp nghe ơi. Đây là các cô, các chú là từ Campuchia hồi hương về ngay tại Hồ Dầu Tiếng đó cô bác anh chị. Rất là khổ luôn. Có mấy bà cụ. Rồi dạ ba. Đi nổi không? Dạ. Dạ. Hiền ơi. Chỗ nào mà đây nhà mình đạp chừng 2 lần thôi nha, 2-3 lần rồi bắt đầu là dạ. Cho bà con lấy phiếu đi vòng ra luôn. Dạ. Lát nữa là có đang kịp kiểm phiếu, có bạn có con kiểm phiếu ở đây. Dạ. Dạ dạ. Dòng để chú. Dạ. Từ đó đi dài qua đây rồi bắt đầu cho cô bác đi vòng qua đây. Rồi làm lần gì thôi, bây giờ làm gì luôn cũng được nữa chú. Kêu lên là 10 người đi. Làm lần ấy cho ta lên lãnh đi. Dạ. Chứ em làm gì mất thời gian lắm. Gì nó hơi mất thời gian đúng không? Hồi nào đưa tiền đi đưa quà. Dạ. À, Nhân, em cứ giữ phiếu giùm anh đi, còn để cái kia để anh xử lý cho. Em cứ đi kiểm phiếu giùm anh. Rồi vô đây đi cô. Rồi vô đây. Ai có phiếu thì cũng được nhận hết, cô chú cứ từ từ. Dạ. Người nào có phiếu bạn đứng ngay đó. Dạ, đứng ngay phần quà giùm con. Dạ. Rồi. Đây con gửi chú ha. Rồi chúc chú sức khỏe. Rồi con. Cảm ơn chú. Rồi. Cảm ơn. Dạ, cô. Dạ. Cảm ơn chú. Dạ. Cảm ơn. Dạ. Cảm ơn chú. Dạ. Cảm ơn. Dạ. Ừ. Rồi. Rồi giúp cô các chú sức khỏe ha. Dạ. Mình tại vì cô chú hẹn lúc 10 giờ thì nhà cũng ở trên đây cách đây khoảng 1-2 cây số á. Phải chở về cũng đủ khổ. Nhưng mà có tiền bạc thì cũng thiếu gì mua đó. Và khó khăn. Dạ. Rồi bây giờ là mình đi theo một vòng đúng không? Tiếp luôn. Đi theo một vòng thì em đứng ở đây. Rồi. Em đứng ở đây nè. Giờ là mình đi từ cái mày. Dạ. Từ mày đi qua đây. Dạ. Cho cô bác là vòng ra luôn. Dạ dạ. Luôn. Rồi bây giờ chú cho cái cô chú đi vòng qua đi. Anh cho đồ phân phát là để em phụ phát. À, anh cứ phụ phát đi, em ở đây em kiểm phiếu ở đây. Em kiểm phiếu. Là anh ơi, nhận tiền ở đây luôn ha. Nhận tiền ở đây rồi nhận mì, nhận gạo với nhận giờ này anh một người đứng lấy phiếu nè. Đúng rồi. Sẽ vô lấy anh là lấy tiền. Dạ. Xong rồi lấy mì, lấy gạo, lấy mắm tôm rồi đi ra. Rồi ok. Rồi. Vậy đi. Đó. Rồi. Chưa. Rồi cái người nhận phiếu là đứng trước nè. Rồi nhận phiếu đứng trước. Thằng chú phụ đằng sau này nè. Rồi. Coi phát mì phụ thôi. Rồi nhận chưa. Lấy phiếu anh đứng đây ha. Rồi. Ông lại ơi. Rồi phải. Khoan để cô chú xếp thành hàng giùm con cái. Xếp hàng giùm con. Xếp một hàng thôi, xếp một hàng. Xếp một hàng con cái. Mấy người lớn đứng trước nè. Cho mấy người nhỏ đứng đằng sau đi, mấy người lớn đứng trước, mấy người nhỏ. Rồi, từ chú. Xếp một hàng thôi. Xếp một hàng thôi. Bây giờ chú cho lên luôn nhưng mà xếp vô một. Rồi ra đằng sau, Chưa. Rồi bắt đầu nha. Chưa nghe nhanh chừng. Chưa từ từ. Rồi. Anh qua đứng đây nè. Qua đây, xúc lại. Đây nè. Anh đứng. Cái phiếu của em giữ lại hết nha. Coi cái phiếu. Ok. Phiếu là coi đúng ngày đúng giờ. Rồi em đi tới là anh cho tiền. Rồi ok. Rồi kêu qua đây, kêu qua. Cô đi đi. Nè cô. Ba. Chờ từ từ nghe nhân, ba có con cháu gì không ba? Chắc không có đâu. Coi ơi. Có một người hỗ trợ mấy bà cụ với. Vô đây. Vô đây phụ này con ai trên không nổi. Chú Út quản lý gạo đi. Chỗ gạo này đi. Rồi. Rồi cho con mượn. Rồi cô tới luôn. Đây bà. Rồi sang bà. Rồi bà tới. Đây bà. Dạ. Đây không? Rồi tới luôn. Tới. Đây. Dạ. Rồi tới luôn. Đây. Dạ. Rồi tới luôn. Rồi dạ. Tới. Dạ.
một cái thôi nha. Em nhận lần cái thôi. Dạ, cắt chút xíu lên nhận nữa. Có nghĩa là có những người nhận thai á. Rồi. Rồi tới luôn. Dạ. Tới. Dạ. Rồi tới luôn. Đây đây. Nhận mì rồi nhận gạo nha. Rồi nhận đây dạ. Dạ. Rồi tới luôn. Dạ. Dạ. Rồi. Này con. Đây đây đây. Rồi tới luôn. Dạ. Rồi con. Từ, ở đằng sau sợ không kịp á nhân ơi, từ đi. Rồi chưa, từ đằng sau kịp chưa? Đây là phần quà của cô Su Ly Hoàng ở Mỹ hỗ trợ nè. Đây, dạ. Rồi tới đi. Đây. Đây con. Ừ. Rồi tới đi. Đây. Cảm ơn. Này lấy phiếu cô này, chị này gọi đúng không? Rồi cứ người nào tới là lấy phiếu. Lấy phiếu vào tới. À. Còn người nào kêu. Nhưng mà từ để sợ đằng sau không kịp. Rồi tới. Này. Dạ, rồi chúc sức khỏe. Dạ. Rồi. Dạ. Đây. Rồi. Để cho mấy người sau. Cho kịp, cho kịp đi. Dạ, cảm ơn. Rồi. Dạ. 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 Này con. Cho đằng sau kịp đó chứ, cho nó dễ. Dạ. Rồi, có. Dạ. Dạ. Rồi. Qua đây. Dạ. Rồi. Dạ. Cái này là giờ mấy cô chú hả? Ngân. Rồi, đại mẫu em. Dạ. Rồi, con tới chứ con. Nổi không con? Rồi. Rồi. Bố tôi nổi không? Dạ. Rồi từ ai cũng có phần hết từ nha con. Rồi phải con tới. Rồi. Đây. Dạ, cảm ơn chú. Dạ. Rồi tới luôn. Dạ. Bánh phiếu ra sẵn giùm nghe. Bánh. Phiếu rồi, bánh ra. Dạ. Rồi tới luôn. Đây. Rồi. Dạ. Đây không. Dạ, cô sức khỏe ha. Cảm ơn. Dạ. Rồi tới luôn. Đây. Rồi tới luôn. Dạ. Tới đâu? Dạ. Rồi đang không đi. Lại đây. Để cái bên kia đi. Rồi. Dạ. Dạ dạ. Rồi. Dạ. Rồi đi qua đây luôn. Đi tới đi. Rồi tới luôn. Dạ. 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 Này không có phiếu này ra. Mấy cô chú này là một số cô chú thì chắc lên tiếng dân cư rồi hả chú? Còn một số cô chú thì vẫn còn ở hồ. Rồi tới. Dạ. Tới đi. Đi. Kẹt đường bây giờ. Dạch phiếu ra. Dạ. Banh phiếu ra. Banh phiếu ra nha. Anh giải kiểm. Dạ. Dạ. Rồi tới luôn. Rồi tới luôn. Rồi. Đây, nhận tiền nha. Rồi, cô. Dạ. Ngồi đưa người đó. Kịp không? Cũng nhờ có mấy cô chú ở đây hỗ trợ, chính quyền địa phương hỗ trợ nhiệt tình quá.
rồi đi tới con cảm ơn. Đây đây con, rồi tới luôn. Đây 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 con. Cảm ơn. Dạ. Dạ. Nè không? Dạ. Cảm ơn. Dạ. Dạ. Đây. Dạ. Dạ. Nè ba. Dạ. Dạ. Hết rồi, mấy con. Hết rồi mẹ ơi. Chưa, từ từ từ. Nó nuôi nó luôn luôn đi. Rồi tới luôn. Cái này là phiên lần 2 phải không con? Rồi tới dạ, luôn anh. Này, dạ. Rồi tới. Dạ. Rồi tới luôn. Dạ. Dạ. Ai không thiếu vô đi. À, hai phiếu luôn cũng được, hợp lại là được rồi, đi nhận giùm anh. Dạ. Đây 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 từ từ. Hai phiếu. Từ từ nha, từ từ. Rồi sắp sắp hàng. Dạ từ từ con, rồi xong chưa? Đây. Cô nhận tiền, nhận thêm mì gạo. Đây. Dạ. Đây. Này. Qua mình lấy nước từ giùm con giúp. Con lãnh đạo con đi tới luôn. Đi tới luôn. Đó là nước từ giùm con luôn. Giờ nó lao động mới về. Dạ. Mấy cô chú là phải đi làm cỏ này kia nữa. Nên là nữ là đi trễ hai bà đợt luôn. Dạ vô đi. Vô. Đây. Dạ. Cái đổ đi. Dạ. Bánh phiếu ra, cặp phiếu bánh ra. Cần chiếc phiếu lại. Ngon hả? Dạ. Dạ. Đây. Dạ. Dạ. Chiếc phiếu đây. Rồi. Đây. Rồi. Rồi. Cô chú đi cũng đầy đủ ha. Đây người làm lưới rồi người đi dãy cỏ rồi. Dạ. Lúc nãy con. Mình nói lấy từng giống nha. Không? Chơi cô đó lại nữa kìa. Vô luôn. Vô luôn nhận luôn. À, đây là những cái phiếu mà được các cô các chú chính quyền đại diện chính quyền ở đây phát cho những cái hộ khó khăn là bà con cô chú ở số Việt Kiều với 227 phần. Mỗi một phần nhận như vậy là tương ứng với lại 500.000 đồng cũng đã đến tận tay của bà con. Thì một lần nữa cũng cảm ơn cô Julie Hoàng rất là nhiều ở miền đất hỗ trợ cũng như là như vậy là được sự hỗ trợ của chính quyền địa phương ngay tại xã Tân Châu huyện Tân Châu của tỉnh Tây Ninh thì Bùi Hồ cũng đã hỗ trợ phát những cái phần quà gồm có nhu yếu phẩm với lại tiền mặt cho bà con cô chú là số Việt Kiều sau khi hồi hương trở về đây. Thì cũng một lần nữa xin chân thành cảm ơn cô Julie Hoàng ở Mỹ đã hỗ trợ toàn bộ cái phần những cái phần nhu yếu phẩm rất là cần thiết như thế này. Chúc cô cùng gia đình luôn có sức khỏe dồi dào và chắc có lẽ là sẽ thăm lại một vài cô chú số Việt Kiều ngay tại chỗ này nữa để cho cô bác quý anh chị biết luôn ha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.